trên đời có 10 cái ngu thường gặp, một cho mấy thằng bài bạc mượn tiền, muốn giúp nó làm lại cuộc đời nhưng cuối cùng, phải kêu nó bằng ông nội rồi suốt ngày quỳ lại nó mà cũng chẳng lấy được đồng nào. Hai bỏ tiền để thuê người quen làm, nghĩ rằng sẽ tốt, giá cả phải chăng và dễ kêu khi hư hỏng, đặc biệt là tạo việc làm cho họ. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, ngậm bồ hòn khen ngọt mà mang ơn hệ suốt đời, hoặc là sẽ trách nhau rồi mất đoàn kết. Ba hùn vốn làm ăn chung trả, nghĩ rằng anh em bạn bè thì lo gì, nhưng thành công hay thất bại rồi cuối cùng cũng mất đoàn kết hoặc tan rã. Bốn làm thầy dạy thằng giải, cứ nghĩ sẽ dạy nó khôn lên, nhưng kết quả là nó mang họa về hết cho mình và biến mình thành thằng giải. Năm bán đất lấy tiền gửi ngân hàng, nghĩ cho chắc ăn và tiện lợi, nhưng bán 3.000 m² gửi ngân hàng 3 năm rút ra 300 m² cũng không mua nổi. Sáu làm thuê cho người chủ không có đạo đức, nghĩ rằng mình chỉ làm thuê lấy tiền, nhưng cuối cùng mình biến mình thành thằng thất đức, vì ông chủ chỉ nói còn mình thì làm. Bảy kết hôn mà không có tình yêu, nghĩ rằng cưới về rồi yêu, nhưng chưa kịp yêu thì đã ly hôn, còn không thì sống bên nhau nhưng không biết mùi hạnh phúc. Tám gửi tiền người khác mua đất mà không đứng tên, vì lòng tin tưởng và cũng chẳng bao nhiêu tiền, nhưng mấy năm sau giá đất nhảy lên mấy chục lần, kèm theo lòng tham con người nổi dậy bắt đầu sinh tranh chấp. Chín sống thiếu lập trường, đéo cày giữa đường, nể người nên ai nói gì cũng theo, nhưng kết quả mình chẳng làm được việc gì cho tốt hết. Mười sống hà tiện, cứ nghĩ nhịn ăn để tích góp về già, nhưng chưa già đã chết, hoặc già rồi thì tiền núi cũng chẳng cần vì đã kiệt sức. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, follow và tim để xem nhiều video thú vị. Chúc quý vị và các bạn sức khỏe và thành công.